Từ đó. Bắt đầu nha. Ừ. Chào anh em nhá. Hôm nay chào anh em đến với trang trại vlog. Hôm nay mình rảnh tối mình cùng anh em đi câu. Thì rất là đơn giản thôi. Đấy, dụng cụ mình đi câu thì gồm có cái cần mình tự chế thôi, là một cái xô và một chai nước giá chiến. Đây này là cho quay xem này. Và cái phần quan trọng nhất đó là mồi. Bây giờ mình tiến hành mình cuốc mồi nhá. Ở đây mình chỉ có mồi câu bằng giun thôi, bởi vì mình có mua cái cần máy để mình câu cá chép. Nhưng mà hình như là trong hồ không có cá chép hay sao ấy, mình câu không ăn, hay là mình chuyển qua câu giun. Có vẻ giun hôm nay cuốc nhiều quá rồi, đây đâu các bạn. Đây, cuốc nãy giờ cũng khá khá được. Chắc bằng này đủ câu khoảng phần tiếng. Đây. Cá rất thích ăn giun nhá. Mình câu vừng giun thì có thể là nó cắn hang hơn là mình câu những cái mồi khác kìa. Kìa còn con to nó mới đây con. Ủi ôi, cá to. Con to quá nó mới ăn. Ăn đấy, ăn ác đấy. Quay này nó hơi bị rung. Mình làm vlog chơi chơi thôi. Mình quay bằng điện thoại thôi, mình không có đầu tư cái chống rung hay gì cho các bạn xem, các bạn thông cảm nhá. Hơi rung một tí. Cái này là có vừa cuốc giun vừa làm vườn. Đấy, một công đôi việc. Bây giờ anh em đã chuẩn bị mồi xong nhá. Bây giờ anh em hai anh em chuẩn bị xuất phát. Ôi, tuột lưới câu rồi. Tạm dừng tí nhá. Chưa khởi động à? Quay rồi nhưng mà vừa nãy mình quên nên mình thoát ra. Hơi rung tí nhá anh em ơi. Đang đi xe. Đang đi xe hơi rung tí. Mình quay vlog chơi chơi thôi. Để chú cú cái giá xe. Để chắc để chú cú cho mình cũng rất là thích câu. Đợt này lại có anh em nó làm về cùng chung sở thích câu, thứ hai anh em cứ rảnh rỗi là xong việc là tranh thủ câu một chút. Đam mê. Rồi để chỉ cá cắn nó cũng sướng, cá giật rất là hăng, cắn hăng thật. Đúng rồi, câu cho đấy mà. Vừa nãy có gặp một ông chú rồi cũng nghe nói và câu hay, cũng đi câu nhưng mà cá nhỏ quá nản không muốn câu sao. Anh em mình đây đi câu giải trí thôi, chứ thực ra là cá thì không quan trọng mà được hay không chờ. Từ đây vào đến bãi câu là khoảng 5 phút đi bộ. Bây giờ anh em đang chuẩn bị vào chỗ bãi câu. Ở đây toàn rừng với núi thôi. Ôi, khát nước. Đây nhá, bãi câu đây anh em nhá. Rộng thênh thang, cá bao la, câu được bao nhiêu đâu. Hôm nay quyết lấy chục con cá chê về. Trời, hai tay hai súng đấy. Anh một tay một súng thôi.
đang ăn mạnh thôi. Này. Đâu? Tóm. Ui. Tóm lấy nó. Bé quá. Đây, chỉnh luôn đó. Tay cầm điện thoại khó chỉnh luôn đó. Đấy. Bây giờ con này móc bụng rồi. Đây, thành quả hôm nay đi câu đây anh em. Cũng được một ít. Bây giờ cũng khá muộn rồi, cho nên là bây giờ đi về được, bây giờ tầm hơn 11 giờ rồi. Chiều rảnh rỗi mình lại đi câu. Được chứ? À... Đây trong khoảng... À... Đây cá đây mình câu đây, toàn rô phi thôi. Tuy nhiên là được khá nhiều nhưng mà mình cho thằng em một ít, thằng em nó... Câu... Nó mới đi câu cho nên là không biết câu không được nên mình cho em một tí. Cái này thì mình làm sạch và mình dán lên để mình ăn cho bữa trưa hôm nay. Thôi có lẽ là mình kết thúc cái video ở đây. Cũng khá muộn rồi. Chào mọi người nhé.